Xin chào các bạn. Phía trước các bạn đây là cái con Dell Stylus 7010. Con này là con USFF nha các bạn. Cái con USFF thì nó sẽ to hơn xíu các bạn ha. Tất nhiên nó cũng dùng đi silicon slim mà nó bề ngang nó sẽ to hơn và nó sẽ cao hơn chút xíu. Thì đây là con USFF và đây là con máy nhỏ nhất của dòng Dell rồi các bạn. Rồi, cái bề cao nó khoảng 1 gang tay các bạn, dài thì 1 gang tay luôn. Con này nặng 3,3 kg. Thì nó cũng giống như con Dell 7010 mà bản USFF, bản DT hay bản MT các bạn, nó đều sử dụng cái mainboard là chipset Intel Q67 và nó support CPU Core i3 i57 Gen 2 và Gen 3 nha các bạn. Nó chạy được Gen 3 luôn và maximum của nó là con i7 3770. Tuy nhiên đây là cái con USFF nên cái con CPU nó chạy được chỉ là con 3770 và có thêm chữ S phía sau, với cái TDP là 65W đó các bạn. Kể cả con i5 cũng vậy, còn i3 thì không cần phải S các bạn, bởi vì con i3 thì nó là 65W sẵn rồi. Rồi phía sau các bạn thấy là hai cổng, 4 cổng USB ha. Cổng lên gigabit, cổng cơm bọt, display bọt 1, display bọt 2, cổng VGA và cái jack để chúng ta cắm audio các bạn ha. Rồi đây là vị trí đang cắm nguồn. Thì cái nguồn này là sử dụng nguồn trực tiếp 220V luôn nha các bạn và nó có công suất là 200W. Cái con bên dòng HP cũng có cái sản phẩm là USFF. Tuy nhiên á là USFF của HP thì sử dụng cục adapter các bạn. Còn bên Dell thì làm cái nguồn trực tiếp trong máy luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ install cho khách một cái thùng máy i7 3770S, RAM 4GB 1 cây và một SSD 256. Thùng này chủ yếu để đọc báo thôi các bạn ha, đọc báo và xem YouTube nhẹ. Ok, chỉ cần dặn cái nắp này thôi các bạn ha, và chúng ta đẩy cái nắp về phía sau. Đây. Rồi đây là nội thất bên trong máy nè các bạn. Nguồn Dell 200W ha. Là cái fan CPU các bạn. Cái máy này nó có 2 cây RAM nha các bạn và support maximum là 16GB, tức là mỗi thanh 8GB nha các bạn. Chúng ta gắn cái ổ cứng là ổ cứng 2.5 inch nha các bạn. Rồi như vậy là đây mình sẽ gắn con CPU i7 3770S ha. Rồi một thanh RAM 4GB. Rồi SSD là 256 của Hikvision các bạn ha. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ tháo mặt nạ trước ra. Đó, chúng ta gỡ cái nảy lên lẫy lên nè các bạn. Rồi lấy này ra ha. Rồi mặt xước cái gãy lẫy ra nè các bạn. Đó. Rồi sau đó mình bẻ cái này lên ha. Mình rút cái này ra được nè các bạn. Có cái quai ha. Rồi cái ổ cứng 2.5 inch á mình sẽ gắn dưới đây nè các bạn. Các bạn có thể gắn ổ cứng laptop 2.5 inch hoặc là ổ SSD ha. Thì cái SSD các bạn sẽ đẩy vào vậy. Rồi. Rồi sau đó ta dặn 4 ốc lại các bạn ha. Rồi Intel CPU ở đây các bạn và 2 cái RAM là mình gắn ở đây ha. Đây, đây có cáp này các bạn. Đây, một cho SSD và một cho cái ổ DVD slim ha. Rồi đây thì có đầu SATA nữa nè, là hai đầu. Rồi bên cạnh đó thì cái máy này các bạn có thể gắn PCIe Red mini card đây nữa các bạn ha. Đó. Để gắn CPU á thì các bạn sẽ đẩy cần này xuống ha, chúng ta kéo qua một bên tay phải các bạn, sau đó chúng ta lật lên. Bạn tay đây là rút cái giống nguồn ra ha. Bạn ta lật cái fan này lên nè các bạn. Cái fan này làm mát cái CPU ha. Rồi ok, sau đó là mình sẽ dặn 4 ốc này nè các bạn. Rồi mình lấy lên để mình dỡ CPU cái fan ra. Rồi ok, mình lật socket lên, Intel CPU vô giống như một cái men H61 bình thường nha các bạn. Chúng mình đang có khách nên hơi ồn các bạn ha. Rồi ok, sau đó mình tra ít cây tản nhiệt ha. Rồi mình vặn ngược qua lại các bạn ha. Rồi ok, mình dặn ốc lại, sau đó mình ốp lại các bạn ha, và sau mình gài cái fan này lại. Đó. Rồi, nhớ kết nối cái đầu chân nguồn cho fan nha các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ mình gắn cái RAM vô các bạn. Rồi ok, gắn RAM vô nha các bạn. Rồi, bây giờ mình gắn cáp SSD vô và sau đó mình bỏ vô mình cài win các bạn. Rồi ok các bạn ha, đây là màn hình setup BIOS của Dell Stylus 7010 nha các bạn. Mấy bạn thấy ra năng 4GB nè các bạn. Một cây 4GB ha. Rồi.
Rồi CPU á, là Core i7 3770S nha các bạn. À 3.1GHz ha. Con này 4 core 8 luôn các bạn. Và ổ đó đây là 256GB các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho vào Windows. Rồi các bạn lưu ý ha, ở trong những cái setup mặc định của Dell các bạn, thông thường cái Hyper Threading Control này á, là nó up nha các bạn, tức là disable á. Các bạn nên enable lên để chúng ta có 4 core 8 luồng full nha các bạn ha. Rồi enable lên nè các bạn. Rồi sau đó chúng ta apply và reset máy ha. Rồi ok các bạn ha, đây là màn hình Windows. Ở đây là 256 các bạn, HD Graphics 4000 ha, vậy 7770S nè các bạn. À Mendel nè các bạn ha, chipset Q77 nè các bạn. Rồi ra một cây 4GB thôi ha. Rồi ok các bạn. Đó, với một cái máy rất là nhỏ gọn các bạn ha. Đó. Đó. Và nó rất là nhẹ bạn, nó chỉ có 3 kg 3 thôi. À support RAM 16GB, i7 57 Gen 3 các bạn. À có khe gắn M SATA luôn các bạn. À có khe gắn M SATA nè. Rồi à một số cái option thì nó có luôn cạc wifi nha các bạn, riêng cái trường hợp này thì không có wifi các bạn. Rồi ok, đây là đôi nét về con Dell 7010XUSF các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi clip nha. Vui lòng giúp ủng hộ cho mình nha các bạn. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới.